Hello các bạn, đây là đồ giảm giá. Hôm nay mình làm video. Nè bé Như lên đây nè. Bé Như, em mình sẽ hỗ trợ. Đây, đây là cái bóp 100 rất nhiều. Đây là miễn phí. Còn đây là cái máy xay tóc nè các bạn. Màu hồng, rất là dễ thương. Đây là màu tím rất dễ thương, còn có chặt chín nữa nè. Đây là cây dao. Cây dao rất dễ thương các bạn. Đây là cái xe đẩy nè. Trong này là rất nhiều món hàng, nhưng mà nó này màu xanh lá cây. Nè cây dao này nè. Không được cho em bé hồi 3 tuổi trở lên nha. Còn đây cũng là một thanh dao nhưng mà màu nó rất khác và hình của nó cũng rất khác. Và bây giờ nó màu đỏ này ha, và thanh nó cài cái sticker của nó. Đây, thanh này là cái dao đó các bạn. Đây là màu xanh dương. Xanh á, dương á. Màu xanh lá cây, nặng này là gọi bằng tấm thớt. Bây giờ mình sẽ hỗ trợ với Như. Bé Như, Bé Như, mày chơi đâu luôn rồi? Đây là cây bớt thời phụ nữ sẽ hay dùng đến, mà cái này là nhìn đây nè con, và nó rất là tầm thường nhưng mà nó cũng tiền hơi mắc 20 nghìn. Còn đây là một cái tấm thớt mà xanh lá cây nha các bạn, rất là đẹp. Cái này hả, khoảng có cái này là được giảm giá xuống nhưng mà nó 20 ngàn, bây giờ giảm xuống 50. Còn đây là cây lược này thì chỉ có giá là 51 thôi. Lược này không giảm giá nha các bạn. Đây là cây kéo mà người ta hay bị được cắt tóc á, phía sau này nè, cắt bên trước là nó to quá đó. Nhưng mà các bạn ơi, cái này nó quá rẻ rồi, 11 ngàn thôi. Đây các bạn, đây là còn cái lò bếp, nó màu vàng nè, mà xanh dương nè, quá là nhiều luôn. Nó cái này là khoảng 52 thôi. Đây là chiếc xe, nhưng mà em bé hay chơi nè. Nó chỉ có giá, các bạn nhớ là lên Facebook để coi rồi mua cho em nha. Rồi á, như em bé mới sinh được nó cho chơi cái này, nó cũng không biết nó nuốt. Cái này khoảng 2 ngàn thôi. Cái này nè, màu hồng nè, màu các bạn nữ yêu thích nè, nhiều người mua lắm. Bây giờ chỉ còn có một cái thôi, màu hồng, màu vàng, màu xanh lá cây nè. Đó chỉ có màu tầm thường
mà mẹ của bác nhưng phụ nữ yêu thích nên nó hơi mắc là 90. Đây là hộp trang điểm nè các bạn. Đây hồi phụ nữ xưa hay dùng nè, nó màu vàng nè, mà nó có chỉ có giá là 12 nghìn thôi. Đây là cái máy sấy nè, nó chỉ có giá là 10 ngàn. Cái nắp của cái ấy nè, cái nồi á các bạn, đây nè, nó hơi tầm thường nhưng mà nó cũng hơi mắc đó, 20. Hai cái này là hai cái. Đây là một cái dao mà xanh lá cây, màu này thì màu tím, hai màu này có chung số với nhau nên mình lấy ra cùng lượt á, trùng mình trả tiền giống nhau á mình mới để được 10 ngàn. Cái này cũng vậy cả, cái này là 20. Cái này là gì? Cái gì? Cái này cái gì? Này. Con cá dính cái gì thế ghê quý vị? Con cá à? Con cá này là con cá tượng. Cá tượng nó dài. Rồi. Cái lược. Cái lược. Từ cái đầu nó như nè. Không. Còn nữa. Rồi. Quả cà chua. Cà chua. Cà chua. Cà chua này cắm ăn gì cắm? Cà chua. Hả? Chua. Chưa ăn hả? Chưa ăn cà chua. Cái này cái gì? Cái dĩa. Cái dĩa. Này có. Nhiều luôn. Như toàn là đúng sai rồi. Cái này. Con cá. Cái gì? Giống cá gì? Cá rô. Cá tai tượng. Cá tai tượng. Cá tai tượng này màu nó kỳ quá kìa ông ơi. Thôi chúng ta chơi tiếp đi. Chú gã tiếp đi. Gã tiếp đi hết rồi. Cái nồi. Hết đồ đố rồi kìa ông ơi. Thấy không? Nói đi gã đi. Gã đi đố rồi. Mình lấy con bóng đi. Không, mình bóng đi. Gã. Hả? Để lấy con bóng này, chân bóng nè. Đây Nhi ơi. Đây nè. Quá à, chị cầm làm ly hết chứ rồi. Chị cầm làm ly hết chứ rồi Nhi ơi. Còn đây cá này Nhi ơi. Còn không? Đó, chơi còn cây son kìa. Chà, nhanh quá. Nhanh quá. Màu gì? Nó màu xanh lá cây và màu tím. Màu tím nó hơi là đậm chút. Đây là dép của người lớn nè. Nó màu da người. Mà nó là có thể đi tùm lum chỗ trơn luôn. Đây dép cho em bé đi ra ngoài đường á. Nhưng mà người lớn chắc theo á, mà mang dép này ra ngoài đường có sự màu nó mình có thể chạy được. Đây dép này bạn nữ à, chỉ còn có một đôi thôi.
Thank you.